Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2014, Công đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương bệnh binh, các nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thanh Hóa, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thanh Hóa là đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm có nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, điều dưỡng cho những thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và nạn nhân chất độc da cam của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, trung tâm đang quản lý 185 đối tượng, trong đó có 80 các bác thương bệnh binh, 23 thân nhân là các mẹ, các bác, các vợ liệt sĩ không nơi nương tựa, 59 người bị nhiễm chất độc da cam và các con, các cháu bị di chứng nạn nhân chất độc da cam. Tại đây, Công đoàn nhà trường đã ân cần thăm hỏi, động viên các đối tượng, đồng thời biểu dương tập thể cán bộ viên chức của trung tâm đã nỗ lực hết mình trong công tác chăm sóc điều dưỡng các đối tượng. Nhân dịp này, Công đoàn nhà trường đã trao tặng 5 triệu đồng tiền mặt và 200 suất quà dành cho các đồng chí đang được chăm sóc điều dưỡng tại trung tâm. Trung tâm cũng dẫn đoàn cán bộ nhà trường tới từng phòng thăm hỏi động viên tinh thần các bệnh binh, các bà, các mẹ, những người có công với cách mạng và các nạn nhân chất độc da cam tại trung tâm.